thì nó là dây Runo cuộn súng này, bình bọt tuyết này. Đó, đợt này nó đang có chương trình tặng bình bọt tuyết ở trong luôn, không phải mua thêm. Đó, các đầu nọc rút là cái gì? Tay quay phụ kiện. Rồi tặng thêm cái để lau xe ô tô đó. Anh bê phụ hộ bạn ấy. Rồi. Lắp lên thành cái máy cho anh xem. Trong rửa xe toàn phát này thì motor của nó là đỉnh ở Việt Nam rồi. Đó. Cái điều đặc biệt là dòng này nó có hệ thống Runo dây quấn ở trên luôn, anh xài rất là gọn. Đó, nó có cái tay quay giống như tay quay giếng ngày xưa ở quê á. Đúng rồi, ráp vô. Nó cái khớp của nó, ráp đúng khớp của nó là được đó. Em chia sẻ vô cho anh vậy. Em đang quay để anh gửi cho anh đó, để về anh biết cách ráp các thứ. Rồi, súng ở nó có nút gài đó. Béc thì anh cứ thay cái béc nào cũng được. Khớp nối nhanh. Súng. Thế là anh dùng súng ngắn, còn anh muốn thêm cái cây dài thì anh nắp vô. Xịt gầm thì mình ngắn, còn ở trên thì mình dài. Rồi có cái đoạn dây ngắn này nó sẽ nối một đầu vào với lại cái Runo quấn, còn một đầu thì vào cái đường ra quả nước. Chung là em sẽ gửi video này cho anh và em sẽ lắp sẵn và anh về anh cứ vậy xài thôi. Xíu nữa lắp xong em sẽ test nước cho anh luôn, hướng dẫn anh cách sử dụng. Đầu nó là đầu bơm khớp trục kiểu bằng đồng, xài sướng lắm. Anh mua cái này lần thứ hai rồi đó. Em biết mà. Bữa em nhắn tin này em biết anh rồi. Bữa đó anh định mua cái kia của em kìa. Bữa anh nói đó là 3 triệu mấy đó, đúng không? Đúng rồi. 3 triệu mấy nhưng mà thấy cái nó nhỏ. Anh xài qua thằng này thì nó mạnh hơn mà xài nó sướng hơn. Anh đi tốt gì dân của dây xuống á. Đây là cái dây này là dây hút. Dây hút của nó sẽ bằng ống có ren nhựa cứng ở trong để hút nước nên nó không bị móp, không bị kẹt dây. Cái này vô trong cả vô trong một nước hoặc là anh có thể gắn trực tiếp vào trong cái nước nhà anh. Lúc nào xài thì nó sẽ chạy ra. Đó, đút vô này, siết vô là xong. Đó, đút sát vô xong rồi vặn nút vào là được. Bữa nay dòng này nó có thêm cái bình bọt tuyết này. Được. À, đó có bình này tặng thêm cái này nữa. Hai này mua ngoài mất 400-500 ngàn rồi. Cái này là 230 ngàn. Anh coi rồi Shopee á. 230 ngàn, cái khớp của nó là khớp bằng nhựa chứ không phải khớp bằng đồng. Đầu béc súng trên thì anh chỉ việc là gắn vào, vặn chắc vào là ok. Đó, trên máy này nó có cái chỉnh áp, đồng hồ đo. Thì em chỉnh sẵn cho anh luôn. Thì anh cứ vặn ra vặn vào thôi, anh thấy đồng hồ nên ví dụ như anh xịt cầm xe thì anh cần áp cao, hoặc là anh xịt trên cái cái này là khi mà mình dặn cái này tới dặn tới nuôi thôi. Cái này là dặn nhả gì vậy hả? Đúng rồi, vặn vào vặn ra thì anh vặn ra thì áp nó xuống. Tí nữa em sẽ chỉ chi tiết ở cái đồng hồ này cho anh. Nha. Cái này nhưng mà túi cây xịt cây thì rồi, mình giảm xuống. Là mình khoảng bao nhiêu ký ta? Tùy anh, cái cây thì anh để khoảng tầm 8 ký rồi. Ok. Với này anh xài cái béc noe. Tí nữa sẽ chỉ chi tiết cho mình ha. Cái béc noe có không? Có, rồi cái nhớt này xài khoảng tầm 3-4 tháng thay lần ha. Cái nhớt này thay này. Thay mình xả chỗ nào? Thay là xả cái ốc này. Ốc này. Đồng này này. Ốc đồng thấy nhớt đồng để 2/3 cái mắt này. Anh xả hết ra xong bắt đầu này anh vặn chắc vào là anh mở nút này ra anh châm nhớt rồi. Nhớt thì mua nhớt 4 thì bình thường xe máy thôi. Đây mình xả cái nút này là nó chảy ra ngoài thôi. Đúng rồi, xả nút đấy là nó chảy ra ngoài. Rồi châm lên là châm chứ còn đúng 2/3, đúng rồi, phải có lỗ thở cho nó. Ok, rồi bây giờ em sẽ cấp hiệu nước vào để test cho anh. Có bánh xe di chuyển, đẩy như kiểu là cái xe rùa vậy, cứ vậy kéo đi thôi. Đó. Anh cầm cái nguồn điện này anh đi vòng được kia ra. Đó, lấy nguồn điện đấy test luôn.